Em xin chào tất cả mọi người nha. Chào mừng quý cô chú, anh chị và các bạn đã quay trở lại với kênh của em. Thì cái video này em không có chia sẻ mọi người làm cái kèo nào hết, mà em muốn nói với mọi người những cái thông tin cũng như là những cái vấn đề mà hiện nay xã hội đang bàn luận rất là nhiều. Thì đó chính là cái dự án B-Network nha mọi người. Thì cái câu hỏi đặt ra hiện nay là dự án B-Network này là lừa đảo hay là sẽ thành công. Thì riêng cái quan điểm của em á, thì em nói dự án này sẽ thành công và chắc chắn sẽ thành công. Bởi vì những cái vấn đề như thế này ha. Thì B, cái mục tiêu của bên dự án cũng như là Nicolas đặt ra, đây là cái dự án dài hạn, tức là nó sẽ trở thành một cái đồng tiền điện tử. Và như thế nào, đồng tiền điện tử như thế nào, nó có phải là như mấy cái con này hay không? Đây em sẽ cho anh chị xem. Có phải là như những cái con mà chúng ta đang giao dịch trên các sàn hay không? Thì không nha mọi người. Thì em nói nôm na lại nó khác như thế nào. Thì những cái con, những cái tóc cành trên cái sàn, thí dụ như Binance, Coinbase hay là KuCoin hay là Hotbit vân vân, thì nó cũng gọi là cái đồng tiền điện tử, nhưng mà nó chỉ một mặt nhỏ của cái tiền điện tử thôi. Tức là nó chỉ có cái kiểu như là mua bán trao đổi thôi đó. Nó là chỉ một phần nhỏ của cái đồng tiền thôi mọi người, chứ nó không có gọi là quá là giá trị hoặc là tác dụng nhiều ở ngoài cái xã hội này đó. Và cái thứ hai nữa là nó không có mang tính ổn định. Thì cái đồng tiền á, là nó sẽ có hai chức năng, một là chức năng ổn định và hai là chức năng trao đổi mua bán. Thì mấy thằng này á, có khi bữa nay nó lên ngày mai nó xuống, chẳng hạn như Bitcoin. Thì thời gian trước Bitcoin nó lên bao nhiêu, tối đa của nó là gần 70.000, đây 69.020 đô. Thì bây giờ tự nhiên nó tụt xuống còn có 33.000. Thì anh chị thấy không, nó không có cái gì gọi là ổn định. Thì cái thằng B-Network này, đây là cái dự án của tiến sĩ Nicolas, là thầy của người tạo ra ETH ha. ETH thì anh chị cũng biết rồi đó. Đó. Thì cái dự án này nó sẽ trở thành một cái đồng tiền điện tử và nó sẽ mang cái tính ổn định và nó sẽ lưu thông trên toàn cầu, nó cùng song song với cái đồng tiền giấy của mình. Đó. Và cái dự án này là sẽ là cái dự án dài hạn. Nếu những anh chị nào mà đào cái dự án này mà chúng ta mong đợi để chúng ta có tiền mà chúng ta trao đổi mua bán liền như các con khác đưa lên sàn lấy tiền, hoặc là chúng ta muốn có tiền để chúng ta làm công việc này kia, thì em nghĩ nó không phù hợp. Đây là cái dự án dài hạn. Và tại sao nó dài hạn? Tại vì cái thứ nhất, cái số lượng thành viên của bây giờ á, là mọi người biết nó trên 50 triệu B-Network. Đây, hơn 50 triệu. Đây chỉ là cái enroll thôi nha, còn cái EOS là em chưa có tính. Thì anh chị thấy cái số lượng thành viên nó đông. Và tại sao cái câu hỏi người ta đặt ra đến bây giờ, tại sao B vẫn chưa KYC? Thì em xin thưa với anh chị, hiện tại là số lượng trên 50 triệu người dùng là một. Cái thứ hai nữa, những cái người dùng này đến từ gần hơn 200 quốc gia. Nên hiện tại Bitcoin đang làm việc rất là cật lực để tiến hành cập nhật KYC trên cái quy mô diện rộng. Thì cái cấp hởm là họ có ra một đợt, tức là mỗi lần làm là họ sẽ cho khoảng 50 người để KYC mỗi quốc gia, để họ làm cái thuật toán, để họ tính và họ khắc phục lỗi, để họ đưa lên cái KYC cái diện rộng. Mọi người thông cảm đi, tại vì nó tới 10.000, hơn 10.000 giấy tờ trên 200 quốc gia, nên là họ phải làm rất là khó và rất là lâu. Và em nói em một số thông tin đó, em cũng chỉ chia sẻ cá nhân thôi, là cái dự án họ đã đồng thuận kính là 314 đô sau khi mainnet kính. Và sau mainnet kính này thì em nghĩ cái số lượng thanh khoản nhiều họ sẽ còn tăng lên nữa. Thì tổng số bi á là 100 tỷ, nhưng bên dự án họ sẽ nắm 20 tỷ, là chúng ta còn 80 tỷ, và họ chia ra 15 tỷ để làm thanh khoản, chẳng hạn như là cho những cái bên dự án họ tham gia vào cái hệ sinh thái này kia các kiểu, thì còn lại 65 tỷ cho chúng ta đang đào. Thì sau khi chúng ta KYC cái diện rộng xong, thì cái số lượng mọi người đào á, nó sẽ còn rất là thấp. Đây, rất là thấp luôn. Để em vào cho mọi người xem nha. Đó, nó giảm rất là nhiều, nên là bây giờ còn cơ hội để chúng ta đào ha. Rồi, em muốn chia sẻ thêm. Thì Nicolas á, chắc anh chị cũng biết, là tiến sĩ, viện trưởng của cái phòng công nghệ của bên cái trường học Stanford ha. Thì thế giới có hai cái trường, một là trường Stanford, hai là cái trường ở Vương quốc Anh, là cái trường mạnh về cái công nghệ. Thì như anh chị cũng biết á, Elon Musk này là
tỷ phú giàu top 1 thế giới ha. Thì hôm bữa Elon Musk có trả lời với cái dự án công ty Tesla của họ là Whitby. Thì cái chữ bi này nó đồng nghĩa với là cái bánh bi mà chúng ta hay ví von á mọi người. Nói chung là có những cái thông tin rất là ok. Đây, đây có cái hình cũng khá là ok ha mọi người ha. Rồi, thì bi nó đã list được cái con market cap nhưng mà chỉ là list thôi. Còn cái giá thì họ chưa có công bố nha mọi người. Cái dự án này nó còn rất là nhiều điều phải làm. Và đặc biệt em nói nó còn sẽ cho chúng ta qua bắt nhờ này để bắt người khác. Rồi quay về lịch sử một chút nha. Cái dự án Bitcoin ngày xưa á, lúc mới ra đời á, ai cũng nói nó là scam. Và nó là cái dự án đầu tiên đặt cái nền tảng công nghệ blockchain. Em đánh giá rất cao về cái công nghệ đó nha. Nó rất là hay. Phân quyền. Và đến bây giờ Bitcoin là một Bitcoin là nó sẽ 33.588 đô. Cái thứ hai nữa, ETH. ETH đây, đây là cái mạng của Vitalik, là học trò của Nikola nha mọi người. Đó. Thì ngày xưa tiếp theo chúng những một số đài, em không nói đài nào nha, cũng nói nó là lừa đảo đa cấp này kia các kiểu. Bây giờ nó là nhiêu? Nó là một cái ETH của nó là 50.544.000 tiền Việt Nam ha. Và bây giờ là bi thì họ vẫn thông báo, họ nói là nó lừa đảo đa cấp. Anh chị lên mạng hoặc Facebook hoặc là YouTube có rất nhiều kênh và em cũng không hiểu họ đưa ra cái bằng chứng họ nói bi đa cấp mà em không hiểu như thế này. Họ nói đa cấp mà họ không có đưa ra được bằng chứng là nó đa cấp, nó lừa đảo như thế nào. Nếu mà một cái dự án nó là đa cấp lừa đảo là nó sẽ gọi là lùa gà. Nó sẽ lấy tiền của chúng ta, tức là chúng ta phải bỏ tiền ra chúng ta đầu tư, phải không ạ? Chúng ta phải bỏ tiền ra chúng ta đầu tư. Chúng ta đầu tư rồi chúng ta mới thu tiền lại. Nhưng mà chúng ta đầu tư chúng ta bị mất tiền thì nó gọi là lùa gà và nó sẽ gọi là lừa đảo. Còn ăn cắp thông tin là như thế nào? Là khi chúng ta đăng ký một cái gì đó, nó sẽ lấy toàn bộ thông tin chúng ta. Và nó lấy thông tin đó, nó sẽ đi làm một cái việc gì đó. Chẳng hạn như nó vay tiền nè, nó đưa cho bên vay cho vay nặng lãi này kia, rồi điện thoại làm phiền chúng ta, hoặc là nó sẽ ăn cắp, nó đánh lấy cái tài khoản ngân hàng này kia thí dụ. Nhưng mà bi này á, nếu như mà bi này nó lấy á thì không có đến được nó đâu. Một khi anh chị đã sử dụng công nghệ chẳng hạn như Facebook nè, Zalo nè, TikTok nè, Twitter nè, rồi anh chị sử dụng một cái số mà hóa đơn thanh toán á, thì nó đã có rồi, không cần tới bi đâu. Nên là em nói mục đích chung ngày hôm nay chỉ là muốn anh chị chúng ta nên đào bi thử đi, thử một lần trong đời đi. Một ngày anh chị chỉ vào bấm tia sét 24 giờ chúng ta bấm một lần tốn 3 giây thôi đó. Thì sau này được thì ăn, không được thì thôi, nó không có mắc cái gì cả. Chúng ta cứ quay về cái Bitcoin ngày xưa đi anh chị ha, cơ hội đổi đời của mình. Nếu như mà bi này á, một bi nó 1 đô á, thì một ngày mình đào bây giờ á là khoảng được 5 đô. Tính luôn vòng tròn bảo mật, tính luôn ghép này kia, ghép nhiều thì em không nói nha, mà vòng tròn bảo mật với số lượng mình đào ha, thì chúng ta sẽ được khoảng 5 đô. Nếu bi một ngày nó 10 đô thì chúng ta được kha khá. Rồi nếu như bi nó lên 100 đô, rồi nó 314 đô, rồi nó 1.000 đô thì như thế nào đó. Còn nếu như nó không có được cái gì hết thì chúng ta không có mắc gì. Anh chị chỉ mắc 3 giây trong cuộc đời của chúng ta, phải mắc 3 giây trong mỗi ngày thôi đó. Thì đây là những cái cơ sở thôi. Còn nếu mà nói bây giờ kết luận bi lừa đảo là không có cơ sở, và bi là scam, bi là đa cấp, lừa gà thì không có, bi hoàn toàn không có. Đến giờ phút này chúng ta không tốn, không mắc gì hết ha anh chị. Rồi chỉ vậy thôi. Anh chị mình nếu mà chưa đào bi thì em nghĩ đào đi. Khuyên mọi người ha, cái đường link ở dưới cái phần mô tả đó. Và không phải tự nhiên chúng ta đào bi là được, không phải chúng ta tạo tài khoản là xong đâu. Nó rất là khó. Em sẽ chỉ cho mọi người các bước để mọi người làm nha. Mọi người vào kênh Kiếm Tiền của em, chúng ta kéo vào cái video này. Thì em có làm một số video. Trước tiên á là mọi người phải tải Bi Network về. Chúng ta phải tải cái đó về để chúng ta đăng ký nha. Để em sẽ chia sẻ từ từ. Em làm cũng khá là lâu rồi. Ở đây có rất nhiều dự án nha, anh chị có thể vào tham khảo đây. Rồi, cái video đầu tiên là Bi Network mới nhất, hướng dẫn chi tiết cách tải tạo tài khoản 21 phút nha. Là đầu tiên chúng ta tải Bi về chuyển tạo, đúng không ạ? Cái thứ hai là chúng ta sẽ thiết lập vòng tròn bảo mật, là cái chuyện thứ hai chúng ta cần phải làm. Cái thứ ba là Bi Network mới nhất là chúng ta phải tải Bi Runcer, rồi chúng ta tạo cái quý Bi Runcer.
là trong đó nó có cụm từ chữ thừa chữ hoa đó, nó rất là nhiều vấn đề ha. Rồi tiếp theo đó, thời gian sau này không phải đơn giản mà chúng ta tạo là được đâu anh chị, nó rất là khó. Những anh chị nào mới vào á, nói chung là không có biết cách để làm luôn á. Chờ em một chút nha, nó còn một số vấn đề nữa. Rồi xác minh Gmail cho tài khoản Bi. Đó, xác minh Gmail. Rồi một bước nữa là chỉnh sửa thông tin tài khoản Bi Network. Đó. Rồi khóa Bi là gì hen, cái này anh chị cần xem để chúng ta khóa nha. Tại vì thời gian tới là chúng ta sẽ không được đào nhiều nữa đâu. Đó, rồi một số thông tin như vậy thôi, anh chị mình cứ nghiên cứu rồi làm đi. Em nói trong cái kinh nghiệm mà làm đầu tư tiền điện tử Android này kia của em á, em rất tin cái dự án Bi này, nói thật luôn 100% luôn sẽ thành công, anh chị hãy đợi đấy ha. Rồi chúc anh chị chúng ta tạo thành công nha, có gì không hiểu cứ hỏi em sẽ trả lời cho mọi người nha.